Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Phong thủy Tam Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tam Nguyên. Sau rất nhiều những câu hỏi thắc mắc cũng như là những mong cầu của các anh chị về mong muốn được hướng dẫn cũng như rằng là giải đáp những thắc mắc về việc kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà như thế nào, cách xác định những phương vị tốt, những phương vị xấu, cách xác định những hướng có vận khí tốt, hướng có vận khí xấu để từ đó đưa ra những phương án về kích hoạt hay hóa giải. Qua những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay Phong thủy Tam Nguyên xin phép sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà trong năm 2019 như thế nào. Như các anh chị đã biết, đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời. Mỗi năm vận khí đất trời thay đổi, con người nhỏ bé chúng ta sống trong vũ trụ này dựa vào thiên khí, địa khí mà kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống, cảnh quan hay cách cục để đảm bảo sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân khí, cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành, từ đó sinh ra hòa hợp, tạo lên tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an. Việc nắm bắt thiên khí, đến hướng hay cách bài trí sắp xếp và sử dụng pháp khí phong thủy để kích hoạt những phương vị tốt lành hay hóa giải những phương vị xung sát là việc vô cùng cần thiết. Theo hành không vi tinh, chúng ta đang ở hạn nguyên của vận 8. Và năm 2019 Kỷ Hợi thì tinh bàn huyền không có kết cục trùng với tinh bàn của đại vận. Tức chúng ta sẽ thấy sao số 8 nhập trung cung. Từ đó phi tinh ra chúng ta sẽ thấy các sao khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại yếu tố đắc cục hay hung tinh. Dựa trên lòng bàn tay và theo đường lối thiên xích chúng ta có thể suy ra điều này. Sao số 8 nhập trung cung, từ đó chúng ta thấy cửu tử đến tây bắc, nhất bạch quan tinh đến phương tây, nhị hắc bệnh phù đến đông bắc, tam bích thị phi đến phương nam, tứ lục văn xương đến phương bắc, ngũ hành đại sát đến tây nam, lục bạch đến phương đông và thất xích phá quân đến đông nam. Một số cát tinh mang lại vận may và một số hung tinh khác thì mang lại những vận rủi ro và từng phương vị, ảnh hưởng lớn đến cát và hung của gia chủ. Chi tiết về các hung vận khí của từng hướng và phương vị, anh chị theo dõi và luận bàn cùng với Phong thủy Tam Nguyên chúng tôi. Vận khí hướng tiếp theo, hướng thứ tư chúng ta bàn đến ở đây đó chính là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc có giải độ từ 292,5 độ cho đến 337,5 độ. Phong thủy nhà hướng Tây Bắc năm 2019 theo huyền không vi tinh ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc, tình cảm và sự nghiệp của tất cả các thành viên trong gia đình như thế nào. Năm 2019 chúng ta được biết phương vị Tây Bắc sẽ đón vị trí của sao cửu tử hữu vận nhập vào. Đây là sao thịnh vượng, chủ về nhân duyên, tình duyên, hôn nhân cũng như mang lại yếu tố về đào hoa, thêm đinh, thêm người dành cho gia chủ. Đây là sao ngũ hành thuộc hỏa, biểu thị khả năng nhân lên và chuyển hướng ảnh hưởng của các ngôi sao khác. Nhà hướng Tây Bắc hoặc vị trí làm việc ở góc Tây Bắc năm nay, anh chị và các bạn có thể nhận thêm rất nhiều những năng lượng tốt. Sao số 9 cửu tử chiếu vào nhà hướng Tây Bắc năm nay sẽ thu hút được sự may mắn trong công việc hiện tại và sự giàu có trong tương lai, đặc biệt những công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Mọi người ở nhà hướng Tây Bắc sẽ có danh tiếng, khen thưởng và thăng quan tiến chức nhiều. Tuy nhiên, vì sao này mang yếu tố hỏa khí rất mạnh nên có thể gây nóng giận cho những thành viên trong gia đình, đặc biệt là đàn ông, cần tránh đặt những vật màu đỏ, đặt đèn, bếp hoặc nấu nướng tại khu vực này nhiều trong năm Kỷ Hợi. Để kích hoạt trường khí tốt từ sau này, với nhà hướng Tây Bắc thì trên cửa nhà gia chủ nên treo một sâu tam cát hoa mai và thảm trải lối cửa nhà đặt màu nâu hoặc màu cam. Các cặp đôi có dự định triển khai xây dựng gia đình trong năm 2019 này và trùng với nhà hướng Tây Bắc thì năm nay có thể coi sẽ là năm thêm đinh thêm người rất đắc cách. Trong phong thủy thì tam cát hoa mai hay chính gọi là sâu ba đầu hoa mai này mang yếu tố hòa hợp giữa thiên địa nhân khí, mang yếu tố về phúc tài lộc dành cho gia chủ. Với cách thiết kế giống như sâu ngũ phúc hoa mai, đó là sự kết nối của nhi các tầng kết và vô tận kết bồ, thể hiện sự hanh thông, thể hiện sự may mắn, thuận lợi, xuyên suốt. Đồng thời màu đỏ là màu tượng trưng của sự may mắn và hóa giải đi những điều sát khí và tịch tà. Với phương vị Tây Bắc trong phong cách, chỉ đứng sau yếu tố đắc khí của bát bạch nhập trung cung thì khu vực Tây Bắc có thể được coi là vị trí thứ hai mang lại sự thịnh vượng. Thế nên nếu khu vực này là nơi làm việc thì hãy cố gắng tận dụng nó thường xuyên để mang lại những điều tốt nhất, tích cực nhất về trường khí của sau này. Đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tài chính của các anh chị và các bạn sẽ được bổ trợ rất nhiều. Ngoài ra tại phương vị này, trên kệ tủ hay trên bàn làm việc nên đặt vật phẩm đó là đôi tỳ hưu lăng ngọc giúp chiêu tài vận cũng như hóa giải sát khí và tịch tà. Trong phong thủy
Hoặc trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Phẩm, chúng ta có thể biết Diu là một trong 9 người con của Long Vương, mang lại những yếu tố cát lành và mang lại những yếu tố về thần uy rất lớn trong việc chiêu tài, hóa giải sát khí, cũng như mang lại những yếu tố về trường khí đắc cách dành cho gia chủ. Với thiết kế của Phong Thủy Đa Nguyên, Diu Long Ngọc được thiết kế dựa trên chất liệu đồng vàng thượng phẩm. Đây là chất liệu đồng vàng mang yếu tố rất tốt để thiết kế lên những vật phẩm kỳ công nhất. Cùng với đó là nớp men giả cổ màu xanh lam ngọc được mạ bên ngoài theo yếu tố đây là màu của cục thủy mộc, tức đảm bảo cả về yếu tố nhân nghĩa và trí tuệ khi đối với gia chủ sử dụng. Đặc biệt các gia chủ năm 2019 hoạt động trong mảng kinh doanh đầu tư thì việc sử dụng tỳ hưu lam ngọc thì một trong những vật phẩm mang yếu tố cát lành hàng đầu. Những họa tiết sức phay ở trên linh vật thì nó lại càng tôn thêm cái vẻ tôn quý cũng như hùng dũng của vật phẩm. Với tỳ hưu lam ngọc, chúng ta sử dụng theo cặp bao gồm là một đực và một cái, và cách chúng ta đặt đẻ sẽ theo cách đó là hai chân ôm của linh vật chúng ta sẽ đặt cùng phía trong với nhau, và hai chân tiến của linh vật chúng ta sẽ đặt ra phía bên ngoài. Mặt của linh vật chúng ta có thể đặt bằng cách hướng thẳng ra ngoài cửa hoặc nhìn vào trung cung. Đây là một trong những vật phẩm đắc cách mà chúng ta có thể sử dụng để đặt trên bàn làm việc, đặt tại quầy thu ngân hoặc đặt ở trên ban thần tài. Lưu ý vật phẩm này chúng ta không đặt trong phòng ngủ. Về vấn đề xây dựng và sửa chữa nhà hướng Tây Bắc năm 2019, Tây Bắc bao gồm 3 sơn hướng là Tuất, Càn, Hợi. Theo đình long của Tam Hợp Phái, năm 2019 Kỷ Hợi, hướng Hợi phạm Thái Tế Sát vì 2019 là chính hướng Thái Tuế. Hai hướng còn lại là Tuất và Càn phạm Bộ Long Biến Vận Sát. Nên hướng Tây Bắc năm 2019 chúng ta không nên xây dựng mới, chỉ có thể tu tạo sửa chữa theo phương vị trong nhà, nhưng cần phải chọn vào tháng vượng. Các tháng vượng để có thể tu tạo sửa chữa đối với phương vị Tây Bắc trong năm 2019 này là tháng Giêng, tháng 4 và tháng 12 âm lịch. Và để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà kết hợp với ngày tháng năm sinh của thành viên trong nhà để có thể lựa chọn được năm tháng ngày giờ đắt nhất ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Chi tiết thì anh chị và các bạn có thể liên lạc lại ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình, hoặc có thể để lại thông tin họ tên, số điện thoại và câu hỏi cần được giải đáp ở ngay dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên sẽ liên lạc lại ngay đến các anh chị để tư vấn và hướng dẫn một cách cụ thể. Xin cảm ơn.